Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ tư ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Nhâm Ngọ, tháng kỵ Sửu, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày Hắc Đào các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỹ, giờ tân sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bạo khoang, giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh, giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long, giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ canh tốt từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh dương liễu mộc ngày nhâm ngọ tức can khắc chi có nghĩa là thủy khắc với hỏa và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm dương liễu mộc kỵ tuổi bính tý canh tý ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ đặc biệt là tuổi canh ngọ mậu thân bính thìn thuộc hành thổ không sợ mộc ngày ngọ lục hợp với mùi tam hợp với dần và tuất thành họa cục xung với tý hình ngọ hình dậu hại xỉu phá mão và tuyệt hợi vài tuổi xung khác trong ngày tuổi giáp tý canh tý bính tuất bính thìn tuổi xung trong tháng tuổi đinh mùi ất mùi về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý tốt mọi việc sao minh tinh tốt mọi việc sao kính tâm tốt đối với an táng sao giải thần đại cát tốt cho việc tế tử tố tụng giải oan trừ được các sao xấu sao thiên ân, tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao hoang vu xấu mọi việc sao nguyệt hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa độ mái xây bếp sao độc hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa độ mái xây bếp về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng chính nam tài thần hướng chính tây sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọa Mão Dậu cho nên với bạn tuổi Tý đang có điểm báo có thể vướng phải không ít rắc rối xảy ra với mình không chỉ trong công việc mà cả chuyện tình cảm của bạn cũng vậy ngày này với bạn tử tí dù bạn là người thông minh có năng lực hành động cũng biết cách làm việc hiệu quả song đôi khi lại quá tự tin vào khả năng của bản thân cho nên thường làm theo ý của mình khi đó bất đồng ý kiến xảy ra là điều đương nhiên và nếu không có cách xử lý khéo léo rất dễ gây ra những mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã giao với mình ngày hôm nay Tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh mang theo những tin mới về tiền bạc cho bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Tý có thể nhận được khoản tiền thưởng Tết khá chi là hậu hĩnh nhờ quá trình làm việc chăm chỉ hết mình vì công việc trong suốt thời gian vừa qua. Bạn mệnh tuổi Tý cũng nên tính toán chi tiêu sao cho hợp lý, mua sắm dần cho những ngày Tết nguyên đán sắp tới nhưng cũng cần phải lập ra những kế hoạch cụ thể, tránh vùng tay quá trán, lại thâm hụt tới hầu bao của mình. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, công việc và tình cảm đều gặp trục trặc. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, quan hệ xã giao rạn dạ nứt, do bất đồng ý kiến Tử vi tuổi mậu tý thuộc họ có tin vui về tài lộc đốn tết ấm no Tử vi tuổi canh tý thuộc thổ cần xây dựng kế hoạch chi tiêu mua sắm tết sao cho hợp lý Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc không nên lúc nào cũng làm mọi thứ theo ý của mình vài đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lam, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. Từ vi tuổi Sửu, thứ tư, ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Sửu trong ngày này đang gặp ngày có ngộ hành Sửu ngọ tư hại cho thấy với bà tuổi Sửu đang có tính khí lên xuống thất thường trong ngày hôm nay và với bà tuổi Sửu khó giữ được sự kiên nhẫn và điềm tĩnh thường ngày mà trở nên khá chi là dễ nổi nóng sự thất thường của bạn tuổi Sửu khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy khó hiểu về bạn, đặc biệt là khi đối mặt với những khó khăn, bạn lộ rõ sự bất an, thấp thỏm của mình. Có thể với bạn tuổi Sửu đang bắt bản thân mình làm việc quá sức, cho nên tinh thần không được ổn định, bạn cần phải cố gắng để nghỉ ngơi, điều độ lại mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp ngày có kíp tài chứa mệnh. Cái điều này cho thấy với bà tuổi sửu đang có điểm báo con đường tài lộc của bạn đang có dấu hiệu bị sa sút do bản mệnh không phân chia rõ ràng giữa tiền tiết kiệm và những khoản chi tiêu cho nên cứ thế tiền đổi nón ra đi. Tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi sửu lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng May mắn là cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Sửu lại khá chi là lý tưởng, đào hoa vượng sắc sẽ mang đến cho bạn tuổi Sửu có được nhiều bất ngờ. Đối với những bạn đang còn độc thân thì rất có thể sẽ tìm được một nửa lý tưởng, người đã có đôi có cặp sẽ chìm đắm trong sự ngọt ngào mà người kia mang tới cho bạn vài tử vi tuổi ất sửu thuộc kim tính khí thất thường dễ nổi nóng tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy không giữ được kiên nhẫn và điềm tĩnh cần thiết tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa có dấu hiệu làm việc quá sức ảnh hưởng tới tinh thần tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ đào hoa vượng mang đến tin vui về tình cảm tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc đường tình duyên có khởi sắc rõ rệt Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi tí, tuổi giàu. từ vi tuổi dần thứ tư ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này với bà tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngoại tốt phù trợ cho nên công việc của bà tuổi dần đang có những bước tiến triển khá chi là tốt đẹp nếu như với bạn tuổi dần cứ tiếp tục giữ vững được phong độ như hiện tại thì cơ hội thăng tín đang nằm sẵn trong tầm tay của bạn nữa rồi. Tuy nhiên với bà tuổi dần, lại cần phải thay đổi cái tính, cả thèm chóng chán của mình nếu như muốn có được thành quả rực rỡ hơn trong tương lai. Nhìn chung với bà tuổi dần, bạn khá chi là nóng vội, ban đầu có thể là rất nhiệt tình, nhưng về sau lại rất dễ bộ dựa dựa chừng. Hôm nay cũng là ngày thích hợp để cho bản mệnh tiến hành những dự án ký kết hợp đồng, đầu tư, hợp tác làm ăn không phải lúc nào cũng tìm được đối tác đáng tin cậy như vậy. Vì vậy với bạn tuổi dần, đừng có bỏ lỡ cơ hội này. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dần, lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Hôm nay của bạn đang có dấu hiệu kẻ tiểu nhân đang nhòm ngó muốn lấy đi vị trí mà bạn đang nắm giữ. Vì vậy với bạn tuổi dần, cần phải cẩn trọng với mọi việc mà mình đang làm. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy công việc tiến trị thuận lợi có được cơ hội thăng tín tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa kiên nhận kiên trì với mục tiêu hơn tránh bộ dở dựa chừng tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ nên tiến hành ký kết hợp đồng đầu tư kinh doanh trong ngày tử vi tuổi canh dần thuộc mộc có họa tiểu nhân xuất hiện tìm cách để phá hoại tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim cần phải cẩn trọng với từng việc mà mình làm và đánh giá của ba tuổi dần trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu xanh lá màu xanh rêu quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi tốt tuổi hợi từ vi tuổi mão thứ tư ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành ngọ mão tương phá cái điều này làm cho bạn tuổi mão đang có điểm báo phá tài hao của đến với mình trong ngày hôm nay do đó bạn mệnh tuổi mão cần phải chú ý đến việc quản lý về tài sản của bản thân mình, không nên tiêu tiền quá hoang tay vào những việc không cần thiết, đặc biệt là luôn có lòng đề phòng đối với những người mới tiếp cận với mình. Ngày này, đối với những bạn kinh doanh buôn bán, không nên vội vàng đưa ra những quyết định về đầu tư thời điểm này, bởi rất có thể bạn sẽ rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân hoặc là kẻ thù vướng phải những mối làm ăn bất lợi bạn cần phải bình tĩnh, chờ đợi thời cơ, thời điểm khác thích hợp hơn với mình. Trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mão, bạn lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, làm cho bạn đang có được sự tập trung và nghiêm túc hết mình cho công việc chung. Và với bạn tuổi mão, cái thời gian qua đã được cấp trên đánh giá cao về năng lực của bạn. Bạn cần phải tự tin hơn nữa để phát huy điểm mạnh của mình. Tuy nhiên, không nên quá kiêu ngạo, có những hành động suy nghĩ coi thường người khác. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mão lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng. Cái điều này cho thấy về cái chuyện tình cảm của bạn đang có được những bước chuyển biến tích cực. Đối với những bạn đang quản độc thân thì rất có thể sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp với mình, có ý định tiến xa hơn nữa trong mối quan hệ về sau này. Cơ hội được hạnh phúc đã cận kề với bạn nữa rồi vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy có điểm báo hao tài tốn của cần phải chú ý quản lý tài sản của mình tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa cần đề phòng và chớ vội tin vào những đối tượng mới gặp lần đầu kéo lại mất tiền oan tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ được cấp trên đánh giá cao về thái độ nghiêm túc của bạn tử vi tuổi tân mão thuộc mộc tình cảm có chuyện biến tích cực Hạnh phúc nằm trong tầm tay, tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim nên tự tin phát huy điểm mạnh của bản thân một cách khiêm tốn hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi tốt tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ tư ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp ngày có tỷ kiên chiếu mệnh. Cho nên với bạn tuổi thìn cần phải có sự quyết đoán và dứt khoát hơn trong công việc của mình ngày hôm nay. Với bà tử thìn, bạn cần phải chọn thật nhanh con đường mình muốn đi thay vì cứ chần chừ do dự như hiện tại. Công việc sẽ tiến triển nhanh khi bạn xác định được mục tiêu của mình và đi đúng đường, đúng hướng. Với bà tử thìn, bạn là con giáp, không ngại khó, ngại khổ. Bạn mệnh đừng có lo lắng bởi sai sót ai cũng có thể gặp phải. Bạn hãy cứ làm điều mình cho là đúng nhất trong thời điểm đó. Thời gian chẳng còn nhiều, Tết đã đến gần. Nếu như bạn chậm trễ, cũng chỉ là để cho bản thân mình phải tụt lùi về phía sau. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn đang rất chi là tốt như được tiếp thêm ngọn lửa bạn chủ động hơn trong việc tình cảm, tìm đủ mọi cách để kéo gần khoảng cách giữa hai người lại với nhau. Những nỗ lực của bạn mạnh tuổi thìn sẽ được đền đáp xứng đáng, tình cảm của bạn không còn đơn phương nữa. Tình yêu được đáp lại là điều hạnh phúc nhất mà với bà tuổi thìn cảm nhận được trong ngày hôm nay về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa cần có sự quyết đoán và dứt khoát hơn trong công việc. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ nên sớm xác định mục tiêu và con đường để đi thay vì vô định như hiện tại. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc đừng quá lo lắng rằng mình sẽ mắc phải sai lầm có sai thì mới có trưởng thành. Từ vi tuổi canh thìn, thuộc kim, Nỗ lực về tình cảm, dần nhận được sự đền đáp xứng đáng. Từ vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy. Tìm cách kéo gần khoảng cách giữa nửa kia. Tình cảm, khó kìm nén. Về đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ tư này. Sự nghiệp, 4 sao. Tài lộc, 4 sao. Sức khỏe, 4 sao. Tình cảm, 5 sao. Con số may mắn, số 2 số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi giàu. tuổi Thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ tư ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có sự trợ giúp của tam hội phù trợ nhờ tính cách nhiệt tình và hào sảng của bạn cho nên bạn tuổi tỵ luôn được mọi người yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết chính vì thế mà với bạn tuổi tỵ có thể gặp quý nhân giúp đỡ giải quyết các rắc rối trong công việc ngày hôm nay và xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi thị nếu như có được cơ hội phát triển sự nghiệp xuất hiện trước mắt mình bạn nên nắm bắt nhanh chóng chớ nên có nghi ngờ vào khả năng của mình mà chần chừ quá lâu để cho cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc những cơ hội quý giá thường chỉ xuất hiện một hai lần trong cuộc đời mình mà thôi Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tỷ lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh thúc đại vận trình cho bạn, cho nên với bạn tuổi Tỵ đang có được thêm động lực cả về sự quyết đoán để thực hiện những kế hoạch ấp ủ bấy lâu nay. Đôi khi bạn hãy thử lắng nghe bản thân và làm mọi thứ theo bản năng của mình. Mọi người xung quanh sẽ không cho rằng bạn bốc đồng mà trái lại họ cực kỳ ngưỡng mộ sự can đảm và chân thành của bạn nữa. Ngày này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có họa khí Vượng cực kỳ không tốt cho sức khỏe của bạn trong thời điểm này. Họa khí bốc lên, quá hại cho tim, khiến cho bạn mạnh dễ cảm thấy bức bối, khó chịu ở trong người. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa có quý nhân giúp đỡ công việc được thuận lợi. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ nên nắm bắt cơ hội phát triển khi nó đến, do dự sẽ khiến cho bạn phải hối hận. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc có động lực để thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim cần phải tận dụng cơ hội để nhanh chóng phát tài từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy sức khỏe không ổn định dễ cảm thấy bức bối khó chịu trong người vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi sửu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ tư ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bà tử ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tử ngọ trong ngày này đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngộ hành ngọ ngọ tự hình cái điều này cho thấy với bạn tử ngọ trở nên hiếu thắng và cậy vào khả năng của mình mà bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở góp ý chân thành của những người khác với bà tử ngọ bạn tỏ thái độ khó chịu khá rõ rệt mỗi khi có ai đó nối ngược lại với quan điểm của bản thân bạn chính vì vậy với bà tuổi ngọ dễ nội nóng và đưa ra những quyết định thiếu đi sự chính xác. Tuy nhiên, chưa chắc những lời góp ý của người ngoài đã là thừa thải, bạn cần phải cố gắng bình tĩnh và tiếp thu, có chọn lọc để hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. May mắn trong cái vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi ngọ cũng đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cho nên, tình hình tài chính của bạn mệnh tuổi ngọa trong ngày hôm nay vẫn đang có được những dấu hiệu khởi sắc khá rõ rệt. Bạn mệnh là người thông minh, chăm chỉ, cho nên phần thưởng dành cho bạn là hoàn toàn xứng đáng, rất tự hào. Ngày này là ngày thích hợp để cho bạn khởi công, xây dựng, nhưng lại không thuận lợi cho việc xuất hành, di chuyển, khai trương bạn tử ngọa nhé. Vai từ vi tuổi giáp ngọ thuộc Kim có sự hiếu thắng chủ quan sẽ đưa ra những quyết định vội vàng. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc Thủy thích làm theo ý của mình bỏ ngoài tai những lời góp ý của người khác. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc Hỏa họ, nên học cách lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc Thổ tài chính có khởi sắc nhờ nỗ lực từ bấy lâu nay của bạn. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc không nên xuất hành đi xa hay là khai trương di chuyển trong ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi thứ tư ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày có ngộ hành, mùi ngoại nhị hợp, cho nên, con đường tình duyên của bà tuổi mùi đang rất chi là vượng sắc trong ngày hôm nay. Với bà tuổi mùi, đang có nhiều cơ hội tiếp xúc với những người khác phái. Nhờ vậy mà, khả năng thoát ế với bạn là rất chi là cao. Tuy nhiên, với bà tuổi mùi, lại cần phải cảnh giác đối với những cái mối quan hệ không lành mạnh. Nếu chưa chắc chắn về đối phương, đừng có vội tin vào những lời đường mật mà tự đặt bản thân mình vào tình huống nguy hiểm trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi mùi cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cho thấy với bà tuổi mùi cần phải học cách đối nhân sự thế khéo léo bởi thời điểm này bản mệnh rất dễ vướng vào những mâu thuẫn thị phi trong các mối quan hệ với đồng nghiệp bạn bè cấp dưới ngày này theo hải thượng lãn ông là ngày nhân thần nằm ở khớp ngoài cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Vì vậy, bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim tình duyên vượng sắc có nhiều cơ hội kết đôi. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy công việc tiến triển tốt được cấp trên yêu ái. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ nên có trách nhiệm cao với công việc. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc đừng cho rằng mình không thể làm được bất cứ điều gì. Về đánh giá của bà tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 7, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phụ trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. từ vi tuổi thân thứ tư ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bà tuổi thân, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh cho nên với bạn tự thân đón nhận những tin vui về vận trình tài lộc của mình trong ngày khi Tết đã cận kề đến với bạn. Đặc biệt là đối với những bạn kinh doanh buôn bán làm nghề tự do thì rất có thể có được một khoản tiền lớn về tay. Lúc này bạn mạnh tuổi thân có thể thử sức với những lĩnh vực mới hoặc là mở rộng quy mô kinh doanh với mình để thu được nhiều lợi nhuận hơn nữa với bạn lệnh sẵn có và tiềm lực kinh tế hiện tại, không có thể nào là bạn không thực hiện được điều đó. Lợi nhuận thu về không hề nhỏ với bạn tuổi thân, giúp cho bạn có thể yên tâm về tiền bạc. Tuy nhiên, bạn cũng nên lên kế hoạch về tài chính cho rõ ràng, biết tiết kiệm và đề phòng khi bất trắc, tránh việc bị bất ngờ xảy ra với mình trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có hỏa kim xung khắc cái điều này gây ra một số vấn đề về sức khỏe của bạn bạn mạnh tuổi thân nên tránh làm việc quá sức thay vào đó là cố chế độ tập luyện thể dục thể thao thường xuyên hơn ăn uống điều độ hơn không để cho bản thân mình phải gục ngã trong những thời điểm gấp rút vào những ngày tết cận kề như thế này về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy tài lộc khởi sắc Người kinh doanh buôn bán có được nhiều tin mừng, tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa nên dụng cảm thử sức với những lĩnh vực mới hoặc là mở rộng quy mô kinh doanh, tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ cần phải có kế hoạch về tài chính cho rõ ràng, tiết kiệm chi tiêu hợp lý, tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc sức khỏe xa sút, tránh làm việc quá sức, tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim nên có chế độ rèn luyện cơ thể của mình thường xuyên hơn, ăn uống điều độ. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi giàu, thứ tư ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ tư này với ba tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Dậu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Tứ hình xung Tí Ngọa Mạo Dậu cái điều này gây ra không ít bất lợi cho bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay và với bà tuổi Dậu bạn thiếu đi sự tập trung cũng như là tinh thần hăng hái trong công việc cho nên hiệu suất công việc với bạn giảm sút một cách rõ rệt Mọi việc không được như ý muốn khiến cho bạn tuổi dậu rơi vào trạng thái mong lung, không biết nên phải làm như thế nào tiếp theo để có được kết quả tốt. Những lúc như thế này, với bạn tuổi dậu cần phải cố gắng cho bản thân mình một khoảng để nghỉ ngơi, để bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn mọi chuyện. Chẳng những vậy, trong cái chuyện tình cảm của bạn tuổi dậu trong ngày hôm nay cũng gặp nhiều trục trặc bạn hy vọng những lúc khó khăn như thế này sẽ được nửa kia có thể ở bên quan tâm và động viên chứ không phải lúc nào cũng luôn nghi ngờ và ghen tuông mù quáng như hiện tại thái độ của người ấy khiến cho bạn cảm thấy thất vọng vô cùng Ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về những vị trí đồ đạc hay là tiến hành những công việc như sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy thiếu đi sự tập trung cho công việc hiệu quả công việc bị giảm sút, từ vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa rơi vào trạng thái mông lung, không biết nên phải làm gì tiếp theo. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ tình cảm nhiều trục trặc, đối phương thường xuyên ganh tuông. Từ vi tuổi tân dậu thuộc mộc nên bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề. Từ vi tuổi quý dậu thuộc kim đừng có vội đưa ra bất cứ nhận định nào khi chưa rõ ràng. Vài đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ tư này sự nghiệp ba sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi xỉu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt thứ tư ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tuất phù trợ cho nên với bạn tuổi tuất đang có được báo hiệu con đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay khá chi là lý tưởng bạn tuổi tuất bạn không có gì phải lo lắng về đối phương khi bạn biết rằng người ấy đang yêu thương mình rất chi là nhiều hạnh phúc là điều tưởng chừng như đơn giản, nhưng để giữ được nó thì chẳng hề dễ dàng chút nào. Mọi người có một bí quyết riêng, nhưng điều quan trọng nhất là hãy luôn trân trọng tình yêu và trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Trong vận trình ngày thứ tư này với ba tuổi tuốt cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cho thấy nếu như bạn tuổi tốt muốn thăng tín xa hơn ngoài năng lực của mình sẵn có thì bạn mệnh cần phải xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp bạn hãy tìm cách mở rộng mối quan hệ của mình hơn nữa trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tốt á, lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy với bạn mệnh tuổi tốt đang được hỗ trợ rất nhiều về khía cạnh sức khỏe nhờ đó mà tinh thần của bạn luôn tỉnh táo hơn làm việc đạt hiệu quả hơn và tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa tình duyên suôn sẻ đôi lứa tâm đầu ý hợp tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ nên biết trân trọng hạnh phúc hiện tại tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc cần mở rộng cái mối quan hệ để tăng cơ hội thăng tiến với mình tử vi tuổi canh tuất thuộc kim thể chất khỏe mạnh là cơ sở để cho bạn nỗ lực đạt được những điều mình mong muốn tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy những điều giản đơn trong cuộc sống chính là hạnh phúc mà bạn đang cần phải nắm giữ với đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần, tuổi Ngọ. từ vi tuổi hợi thứ tư ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với ba tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của ba tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài nhập cục. Cho nên trong ngày hôm nay với ba tuổi hợi sẽ có thêm nhiều cơ hội để đón tài lộc về tay mình bạn mạnh tuổi hợi đang có được nghề tê trái bên cạnh công việc chính mà đang có được nguồn thu nhập khá chi là vững vàng còn những hơn thu nhập chính nữa tuy nhiên với bạn tuổi hợi bạn cần phải tránh sự chủ quan khi đưa ra những nhận định không phù hợp cho những dự án về đầu tư trong tương lai nếu như chưa chắc chắn bạn hãy tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm đi trước để tìm ra giải pháp đúng đắn nhất cho mình bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi hợi lại đang gặp ngày có thủy họa xung khắc cái điều này cho thấy những cái mối quan hệ xã giao của bà tuổi hợi trong ngày hôm nay lại không được như ý rất dễ có hiểu lầm mâu thuẫn có sự xa cách mọi người có quan điểm sống để có thể tiếp tục đồng hành thì cả hai phải tìm cách dung hòa chứ không phải là đối chọi như hiện tại trong ngày hôm nay với bà tuổi hợi, nếu có việc cần thiết phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên chọn những hướng tốt như hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính tây. Hai hướng này sẽ giúp cho công việc của bạn gặp nhiều may mắn, thuận lợi hơn. Vài từ vi tuổi ất hợi thuộc hỏa, thu nhập đáng kể từ ngày tây trái, tài lộc được dư giả. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ không nên vội vàng đưa ra những quyết định trong các dự án về đầu tư. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, cái mối quan hệ xã giao của bạn có nhiều mâu thuẫn, xa cách. Tử vi tuổi Tân hợi thuộc kim nên tìm cách dung hòa các quan điểm sống khác biệt nhau. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy, có thể tham khảo ý kiến của những người có nhiều kinh nghiệm đi trước. Phải đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này sự nghiệp bốn sao tài lộc. 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.